Rồi bán cái bộ này để trưng bày nha. Cái màn hình này mình cũng chưa thử nữa, chắc là không hư đâu. Bán bộ này trưng bày nha. Cái này cái bàn phím, cái này nếu mà không lầm á là cái thương hiệu này nó dành cho máy tính tiền á. Nè, này tính tiền này, thẻ giảm giá nhân viên gì đó tạm thời là quỹ đơn nha. Này để tính tiền á. Và này để trưng chơi được nha. Cái màn hình này đang bán tới mấy trăm nghìn nè. Màn hình này nó có ra cổng, một cổng nối nguồn với lại một cổng Vega. Rồi nói chung là bán bộ này nha. Win cọt nít đo. Bán để trưng bày thôi. Rồi ai có nhu cầu liên hệ ha. Màn hình này nhỏ nha, màn hình này có 9 inch thôi. Màn hình này chỉ có 9 inch thôi. Vega Monochrome Monitor. Lưu ý xíu nha, mua cái này trước giờ cái cổng giữa này lúc nào cũng không có nha, focus là không có nha. Không biết tại sao nó mua mấy chục cái đều như vậy hết. Rồi cái này là bán trưng bày nha, không thử. Rồi ai có nhu cầu liên hệ, cảm ơn. Nhỏ xíu rồi nha, trong lòng bàn tay luôn nè. Đó. Rồi cảm ơn.